Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm 9 tháng 5 2019, chính quyền Donald Trump đã mở rộng danh sách các nước bị Hoa Kỳ cho là thao túng tiền tệ, sẽ được công bố vào tháng này và Việt Nam có khả năng bị nêu tên. Theo hãng Bloomberg, các nguồn tin thông thạo vấn đề này cho biết là danh sách mới sẽ có 20 nước so với danh sách công bố vào tháng 10 năm ngoái chỉ có 12 quốc gia. Việt Nam lần này bị Mỹ xem là một nước lũng đoạn tiền tệ vì đã cho hạ giá đồng tiền của mình một cách giả tạo. Danh sách mở rộng còn có thể bao gồm Nga, Ireland, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Những nước đều có thẳng dư thương mại lớn với Mỹ, tương tự như Việt Nam. Ngược lại, hai nước Ấn Độ và Hàn Quốc có thể được rút ra khỏi danh sách các nước cần giám sát. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã tránh không đưa Trung Quốc vào danh sách đen này vì còn muốn dựa trên thuế nhập khẩu để giảm thất thu thương mại với Trung Quốc. Theo Bloomberg, Bộ Tài chính từ đó đã xem xét các trường hợp của Thụy Sĩ cùng với 12 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ để chuẩn bị cho bản báo cáo sắp tới. Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia. Thẳng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thẳng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Việc Bộ Tài chính nước Mỹ giảm giới hạn thẳng dư tài khoản vãng lai từ 3% xuống còn 2% trong báo cáo mới nhất đã dẫn đến việc danh sách theo dõi được mở rộng và Việt Nam bị lọt vào diện này.